Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Block Food giá rẻ thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Tại đây có bán rất là nhiều VIP mà giá vô cùng hời, chẳng hạn như có Mochi, có Song Kiếm và Root Human, thì hãy đến shop agroblock.com. Ok mọi người ạ, thì sau khoảng một tuần mình vắng bóng về cái tựa game Block Food này thì trong khoảng một tuần đó đó mọi người, thì có rất là nhiều sự thay đổi mới luôn mọi người ạ. Và ngày hôm nay thì trong cái video này thì mình muốn gửi đến cho mọi người một cái phiên bản về cái cờ Lin H mới, đó là cái cờ Lin Acer XV3. Thì đây nói chung là cái bản Acer X này là cái bản chính thức nha mọi người. Và đây là một cái, những bạn nào mà hack cái tựa game Block Food này lâu rồi thì chắc chắn các bạn sẽ biết cái Acer X này. Thì đây là một cái cờ Lin huyền thoại nha mọi người, thì ngày hôm nay đã có mặt trở lại rồi. Và đang và trong cái video này thì như trên màn hình mọi người thấy là mình đang có cái Clean Acer XV3 này. Thì thực tế là nãy giờ mình cũng mới vừa biết được cái thông tin là nó ra mắt thôi, và mình cũng chưa vào mình test đâu mọi người ạ. Thì nói chung là cái cách cài đặt thì nó y chang cái Clean giọt nước với lại cái Clean Flow Su hoặc là Clean Data X. Thì bởi vậy là mọi người cứ cài đặt bình thường thôi. Link tải rồi thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận đêm. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình nhấn vào để mình vào trong cái tựa game Block Food để mình hướng dẫn mọi người cách để có thể sử dụng cái Clean Acer XV3 này nha mọi người. Ok bây giờ 3, 2, 1 mình nhấn nha. Đây, nhấn vào nào. Ok mọi người, thì sau khi mà mình ấn vào để mình vào trong cái tựa game Block Food á mọi người, thì như trên màn hình mọi người có thể thấy, thì khi mà vào trong cái tựa game Block Food đập vào mắt chúng ta đó là một cái bảng nó yêu cầu mọi người là phải nhập khay nha mọi người. Thì đối với lại cái bảng Acer XV3 này thì từ trước tới giờ thì nói chung là về cái độ uy tín của cái bên Acer X thì nó quá là ok rồi. Thì nói chung là ngày hôm nay là nó đã chính thức ra mắt về cái bản chính thức này rồi, và nó sẽ tiến hành nó cạnh tranh với lại là Fluxu hoặc là Clean giọt nước hoặc là Data X đồ cái thứ nha mọi người. Thì nói chung là về cái phần gateway thì nó cũng khá là đơn giản. Thì bây giờ thì mình sẽ sẵn ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để gateway một cách chi tiết luôn. Bạn nào mà chưa biết cách gateway thì các bạn nhớ là xem video đừng có tua giúp mình ha. Rồi thì sẵn ở đây khi mà mới vào thì nó sẽ hiện cái bảng gateway như vậy. Thì ở đây bây giờ mọi người nhấn vào cái chữ gateway cho mình nè. Đó, mọi người nhấn vào một phát thôi thì lập tức là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web để gateway ha. Rồi thì ở cái trang web mà gateway này thì khi mà vào là chúng ta sẽ có một cái giao diện như vậy ha mọi người. Thì nó khi mà mọi người nhấn vào gateway là nó sẽ tự động nó đưa mọi người tới cái trang web gateway luôn. Đó, trên cái trình duyệt web luôn, thì mọi người không có cần phải copy link hay là cái gì hết. Thì sau khi mà vào đây thì mọi người sẽ thấy một cái giao diện như vậy, và nó sẽ có ba cái khay nè mọi người thấy không. Thì bây giờ mọi người sẽ làm lần lượt từng cái giúp mình. Thì đầu tiên là mọi người sẽ làm cái đầu tiên, mọi người thấy cái chữ là Complete không, mọi người click vào. Nếu mà click vào nó ra cái trang web khác thì mọi người quay trở về cho mình ha. Đó, mọi người click vào chừng nào mà nó ra cái trang web Linvati vậy thôi. Đây, nó ra trang web Linvati rồi nè mọi người thấy không. Đó, thì nó ra trang web Linvati rồi. Thì bây giờ mọi người dốt xuống nè, mọi người tìm cái chữ là Free Access nè. Đó, mọi người click vào. Rồi, click vào xong rồi thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web như vậy, và nó yêu cầu mọi người là phải down app được cái thứ á. Thì nói chung là ở cái trang web down app này thì bây giờ mọi người nhấn vào Internet thôi. Đó, nhấn vào xong thì nó sẽ tự động nó hoàn thành bước 1. Rồi sau đó mọi người nhấn vào Download Install the App nè. Thì nói chung là cái bước này thì mọi người chỉ cần nhấn vào thôi rồi mọi người quay trở về. Đó, mọi người quay trở về, mọi người để ở đây trong vòng là khoảng chừng 1 phút cho tới 2 phút thì nó sẽ tự động nó hoàn thành bước 2, bước 3 luôn. Đó, chứ mọi người không có cần phải tải những cái app này về ha. Rồi ở đây bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đợi trong vòng 1, 2 phút để cho nó tiến hành nó tự động hoàn thành cái bước 2, bước 3 nha mọi người. Rồi mọi người, thì hiện tại như mọi người có thể thấy là nó tự động hoàn thành nè. Đó, mình đâu cần tải gì đâu. Rồi sau khi hoàn thành xong thì mọi người đợi một tí là nó sẽ tự động nó load cái link nha mọi người. Nó load cái link xong thì mọi người nhấn vào một phát thì nó sẽ tự động đưa mọi người tới cái trang web tiếp theo thôi. Đó mọi người thấy không? Thì sau khi mà mọi người đợi một tí là nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái chữ get cái link á, mọi người nhấn vào là nó sẽ tự động đưa mọi người tới cái trang web gateway của Acer X nè. Rồi thì ở cái trang web này thì bây giờ mọi người có thể thấy là cái khay đầu tiên là mình đã get thành công rồi nè. Đó, rồi tiếp theo tới khay thứ hai thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái chữ complete tiếp. Thì bây giờ mọi người cứ làm tương tự ha, mọi người click vào. Đó, nó đưa mọi người tới trang web khác thì mọi người quay về. Mọi người click tới khi nào mà nó đưa mọi người tới trang web Linvati thì thôi ha. Đấy. À đây, click tiếp nè, đó Linvati rồi nè mọi người thấy không? Rồi đưa mọi người tới trang web Linvati rồi. Thì bây giờ y chang như hồi nãy, mọi người vuốt xuống, mọi người tìm cái free asset, mọi người nhấn vào. Đó, nhấn vào xong thì nó kêu mọi người down app nữa. Thì mọi người cứ nhấn ok như vậy cho mình. Rồi nhấn down install the app nè. Nó đưa mọi người tới trang web tải thì mọi người quay trở về ha. Rồi mọi người đợi ở đây trong vòng là khoảng chừng là 1 cho tới 2 phút thì nó sẽ tự động nó hoàn thành cái bước download này cho mọi người luôn, chứ mọi người không có cần phải tải ha mọi người. Rồi mọi người, thì đây như mọi người có thể thấy nè, thì sau khi mọi người đợi khoảng chừng 1 cho tới 2 phút là sẽ tự động nó hoàn thành hết. Rồi hoàn thành hết rồi thì mọi người có thể thấy cái chữ là Red Acer X nè, mọi người click vào. Đó, click vào là sẽ tự động nó đưa mọi người tới cái trang web gateway như hồi nãy nè. Thì bây giờ là cái bước 1, bước 2 mọi người đã hoàn thành rồi. Và tới cái bước cuối cùng là complete và lại gateway, thì bây giờ mọi người nhấn vào. Đó, nhấn vào thì cũng như lúc đầu thôi, thì mọi người nhấn tới chừng nào mà nó đưa mọi người tới trang web Linvati thì đều là được ha. À đây, nhấn tiếp nè, đó, đưa mọi người tới trang web Linvati. Rồi thì ở trang web này thì mọi người cũng làm tương tự, vuốt xuống, nhấn vào Free Asset. Đó, nhấn vào Free Asset.
Thì nói chung là ở cái bước này nó dễ hơn, thì sau khi mọi người nhấn vào VRSS xong thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái này ha. Thì những bạn nào mà đã ghét cây theo kiểu là đã làm qua ba bước như nãy giờ mình hướng dẫn thì tới cái bước cuối cùng thì nó sẽ hiện lên cái chữ là cây system complete. Và ở đây là nó sẽ thông báo là chúc mừng bạn, bạn đã ghét cây thành công và cái cây của bạn là sẽ sử dụng được trong vòng 24 giờ, có nghĩa là một ngày ha. Rồi, thì sau khi mà ghét cây thành công rồi thì mọi người bây giờ mọi người chỉ cần vào trong cái tựa game Blockfoot, vào trong cái Clean Acer X là nó sẽ tự động nó ghét cây cho mọi người luôn. Nó sẽ tự động nó nhập cây luôn chứ mọi người không có cần phải nhập ha. Rồi bây giờ mọi người có thể thấy cái chữ là Launch Acer X nè. Thì khi mà mọi người click vào đây là nó sẽ tự động nó mở cái Acer X ha. Còn không, nếu mà nó không mở thì bây giờ mọi người quay trở về rồi mọi người tiến hành mọi người vào trong cái Clean Acer X mọi người chơi thôi, không có cần phải ghét cây. Đó, ghét cây thành công rồi thì nó sẽ vô cái Clean Acer X là nó sẽ tự động nhập cây cho mọi người luôn. Rồi thì sau khi mà vào thì mọi người thấy không? Đó, thì sau khi mà vào là tự khắc là nó sẽ tự động nó nhập khay cho mọi người luôn. Đó, mọi người không có cần phải tiến hành mọi người nhập khay hay là cái gì hết ha. Thì hồi nãy là khi mà mọi người get cây trên web là khi mà get cây thành công là vào trong cái clean là mọi người chỉ có sử dụng thôi, mọi người không có cần phải get cây nữa. Đây thì như mọi người có thể thấy là chúng ta sẽ được hiện lên cái bảng là Welcome to Acer V3 nè. Đó mọi người thấy không? Thì khi mà vào mà nó hiện lên cái bảng này có nghĩa là mọi người đã get cây thành công rồi, thì việc bây giờ mọi người nhấn vào cái chữ là restart cho mình. Đây restart nè, đó, click vào. Rồi lúc vào xong thì nó sẽ tiến hành nó kích hoạt cái Acer X3 nha mọi người. Đó mọi người thấy không, có một cái biểu tượng hình tròn chính giữa. Thì cũng khoảng một tuần rồi thì mình mới quay trở lại để mình làm về cái tựa game Blockfoot này. Thì nói thật với mọi người là vào một tuần qua thì mình có công việc khá là nhiều, bởi vậy là mình không có thời gian để mình làm video cho mọi người xem. Thì sắp tới là kênh mình chuẩn bị đạt 100.000 người đăng ký rồi, thì mình mong là mọi người có thể ủng hộ mình để có thể mình đạt được cái ước mơ đó. Rồi thì hiện tại là mình đã vào trong cái tựa game Blockfoot rồi. Đây, dành cho những bạn nào mà từ hổm giờ bảo là cái thằng Đạt THG này là theo kiểu là cái ạc nó bị ban rồi, thì bởi vậy là nó không có dám làm video nữa. Thì thực sự mình đọc những cái bình luận đó thì mình thấy là nó rất là mắc cười mọi người ạ. Thực sự là mình không có bị ban hay cái gì hết, do là một tuần vừa qua thì mình có công việc khá là nhiều, thì bởi vậy mà là mình không có thể nào làm clip thôi. Chứ thực sự là về cái ạc của mình là nó vẫn còn nha mọi người. Đây, ạc của mình nó vẫn còn nguyên vẹn, nó không có bị ban hay gì hết ha. Rồi thì tới đây rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người mở cái Clean Acer X3 lên thôi. Đây, đó mọi người thấy không? Đây là một cái bản Clean Acer X3 có thể nói là độc và lạ và ok nha mọi người. Đó, rất là ok luôn. Thì về cái cách mà sử dụng thì ở đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người ha. Rồi thì đầu tiên là về cái giao diện thì mình nghĩ là mọi người đã quá là biết rồi. Giao diện của cái bản hack này thì đẹp nha mọi người. Đó, giao diện cực kỳ đẹp luôn. Một từ có thể nói là chỉ có đẹp thôi mọi người ạ. Giao diện rất là đẹp và rất là bắt mắt ha. Thì đối với lại cái bản hack này thì khi mà mọi người mở lên là chúng ta sẽ có những cái chế độ hack luôn. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có chế độ là chạy nhanh đó này, speed nè, đó speed mọi người ấy và mọi người tăng lên, tăng lên đó, cái này là to phóng to này, cái này là tắt này, đấy, tăng lên thì nó sẽ tiến hành nó chạy nhanh hơn ha, đó, rồi chim đó nha mọi người, đó nhảy cao rồi cái thứ rất là nhiều luôn này, rồi cái này là cái phần là menu. Cái này là cái phần phần gì đó thì nói chung rất là nhiều ha mọi người, có phần ambot nữa nè, ambot skill, ambot ring đồ cái thứ này, phần chim nhảy cao này, nhảy cao mình tăng lên 100% nè. Ôi đấy mọi người thấy chưa, đó nhảy cao là phải như vậy nha mọi người. Đấy, về cái clean hack là nó rất là ngon ha. Thì hổm giờ là một tuần qua là mình nghỉ rất là nhiều rồi, thì bây giờ thì mình sẽ ráng mình ra video nhiều nhiều để cho mọi người có thể xem đó. Còn bây giờ thì như mọi người thấy là chúng ta đã vào được trong cái Clean Acer X3 rồi và cực kỳ mượt ha. Đó, nhảy rất là cao, nhảy qua ngọn núi luôn mọi người ạ. Rồi, tắt nè, thì tắt thì mọi người sẽ tiến hành mọi người bình thường trở lại. Đó, còn về cái phần nhập sầu rip thì nhập sầu rip thì chúng ta sẽ vào trong cái khúc cuối này ha. Đó, khúc cuối này thì chúng ta sẽ có cái chỗ nhập sầu rip nè mọi người ha. Rồi thì ở đây là mình chuẩn bị sẵn một cái sầu rip rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhập đại vào. Đây mình sẽ tiến hành mình nhập đại vào nha mọi người. Thì ở đây là mình chuẩn bị sẵn sầu rip rồi. Bạn nào muốn dùng cái này thì mình để lên dưới phần mô tả luôn. Rồi dán vào nè. Dán vào nè. Ok. Đấy, dán vào nha mọi người. Đó, mọi người copy xong mọi người muốn dán thì mọi người nhấn vào đây ha. Nhấn vào cái hình biểu tượng kế bên cây kéo ngay con chuột mình chỉ nè. Rồi nhấn vào xong rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái nào nhỉ? Ok, sao cái này nó. Đó, nhấn ra ngoài rồi mọi người nhấn vào cái chữ Executy cho mình. Đấy, nhấn vào Executy, nó hỏi mọi người có muốn chạy sầu rip không, nhấn Z. Rồi, nhấn Z rồi thì mọi người đợi trong vòng là khoảng chừng vài giây để cho nó load cái sầu rip hack nha mọi người. Đấy, thì nói chung là về cái bản clean hack á, rất là ngon. Đó, mọi người thấy không, load được rồi này. Đấy, trời ui, dành cho những bạn nào mà bảo Acer X3 này là bản fake, không phải bản thiệt thì mình cũng chịu luôn. Cái này là bản real nha mọi người, bản real 100%. Rồi thì nói chung là vào tới đây là mọi người có thể sử dụng được rồi. Đó, mọi người thấy không, sử dụng được rất là ngon. Thì ở đây mình test cái auto farm level cho mọi người xem nè. Đó, mất công mọi người lại bảo là cái này là mình nói xạo được cái thứ.
Đấy, auto farm level rất là ngon ha. Đây, đây đánh bằng kiếm đi. Đó mọi người thấy không? Thì do là cái kiếm mình nó hơi yếu, tí về đánh nó hơi lâu nha mọi người. Đó, cái hồng thảo kiếm mình nó hơi yếu. Tại vì cái sức mạnh của mình hiện tại đang bị lỗi mọi người ạ. Đó. Còn về cái phần mà bản hack, bản cái clean hack này có mượt hay không ấy, thì mình thấy là tùy mọi người thôi. Đối với mình thì nó có thể xứng đáng có thể tiếp vào trong những cái clean mượt nhất, chẳng hạn như Delta X với lại cái này. Còn Flusu thì hôm giờ mình nghe bảo là nó cũng khá là mượt rồi đó mọi người. Đó. Thì từ từ thì mình sẽ cập nhật những cái clean hack mới nhất trên cái link link tải của mình ha. Đó thì mọi người có thể tải, thì nói chung là đó là những gì mà trong video này mình muốn mang đến cho mọi người. Nếu mà mọi người thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là subscribe ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.